Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nữa là con IDEA Mastix. Đây là một cái dự án mạng BSC và kèo này có bạn các bạn có thể nhận được NFTS khoảng 10.000 NFTS và 500.000 USDT nhé các bạn nhé. Một NFT thì tương đương với khoảng 89 đô la trở lên nhé. Cộng với 10 token IMT từ cái dự án này nhé. Nó đã lên CMC rồi và random là 10.000 slot nhé. Các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản ở trên cái ID Massive. Đây vẫn là một cái dự án game nhé các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ dán email này, các bạn get code. Ở dưới thì chúng ta sẽ đánh cái mật khẩu nha. Rep code thì nó có sẵn rồi. Mọi người vào trong email để lấy code nha. Ấn vào đăng ký nha mọi người. Mọi người lưu lại nhé. Tiếp theo vào đây cậu got it. Ở đây các bạn sẽ connect đến MetaMask nha. Đến ví MetaMask của mình nha mọi người nha. Connect. Ok, cho các bạn thấy một cái link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Đấy, thế là xong này, xong một bước nha. Đến bước thứ hai là chúng ta sẽ chatbot nha. Mọi người ấn start. Các bạn tích vào đây để thấy cái chữ này này. Uzi Q ấy. UZ QV. Đấy, các bạn vào join group cho mình nhé, làm hết nhiệm vụ. Join group này. 1 2 Quay lại chúng ta theo dõi chờ hai dự án này. 1 2 Redwin lại pin post theo dõi discount. Đăng ký thì mình đã đăng ký rồi phải không? Thì chúng ta sẽ ấn vào Submit. Telegram Channel Group. Các bạn vào phần Setting. Edit Profile. Copy lấy tên ở đây nha. Đây này. Chúng ta sẽ đánh vào đây. Diệp Vân 200. Enter. Theo dõi cái này và dán vào tên. Chúng ta sẽ thấy là cái link lúc nãy mình ấn ở đây nha. Chúng ta ấn vào follow. Red chuyển cho nó cái nhé. Rồi. Bên này cũng y chang như thế đấy. Like. Red chuyển. Đây thông tin của iDrop ở đây nha mọi người. Vào phần profile chúng ta sẽ copy lấy tên. Dán vào đây nha mọi người. Rồi. Send. Còn đít cao nữa. Ở đây cao đây rồi. Ấn vào accept nhé. Ui, nó bảo mình đầy link rồi mọi người ơi. Lại phải bỏ link rồi. Các bạn chờ mình một ít nha. Đít cao của mình bị đầy. Đấy, các bạn bỏ bớt đi nhá. Rồi, quay lại chúng ta theo nhé. Theo lại. Theo lại thì nó mới theo được. Rồi. Đấy, nó bị đầy là nó không có theo được luôn mọi người ạ. Bực mình ghê cơ đấy. Làm tôi lúc nào cũng đầy à. Ủa, làm sao đây?
lại không vào được là làm sao? Copy lấy tên này, dán vào đây. Đăng ký và dán vào email. Ok, chúng ta quay lại copy email nhé. Email mà chúng ta đã connect lúc này đấy, đăng ký đấy. Đấy, ví ví thì chúng ta vẫn sử dụng cái ví lúc nãy chúng ta đã connect đến cái website nhé. Đây. Đấy, ok thôi. Như thế là các bạn thấy là có một cái link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn tham gia thôi. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.